Xin chào bác Bính, xin chào các thành viên của nhóm Đun nha. Thì đây là cái em JPT với tình trạng tiếp nhận là chỉ lên đèn xanh thôi. Khi mà ghim khởi động máy chỉ lên đèn xanh nhưng mà không xuất HDMI và cổng AV luôn. Thì đối với em này á thì Sang cũng đã làm xong rồi. Sang cũng đã note lại ở một số cái mức áp nguồn bất như thế này để cho các anh em kỹ thuật ở phía sau mai mốt sẽ có thể có được một cái mức áp khởi động cũng như là dòng chảy khởi động như các bạn nhìn thấy này. Sang có nốt ở trong tấm hình luôn, dòng chảy khởi động của nó khi mà đang lên logo là nằm 0.24 á, dòng chảy của nó đến cái phần mà boot animation á là 0.45 như các bạn mới nhìn thấy đúng không, và lát hồi khi mà vào lại cái launcher á thì là 0.25 lúc mà nó khởi động vào trong. Tất cả các cái phần cuộn cảm này mức áp của nó đều 5V, và đây là cái phần mà con IC nguồn. Các cái mức áp đây 3V3, 0.9, 1V2 và 1V Sang đều để lại ở trong tấm hình này. Thứ nhất là cho mình sau này khi mà xử lý nó sẽ dễ hơn. Sẵn đây cũng sẽ post lên cho các anh em thợ của mình khi mà đụng các cái trường hợp mà của con JPT này, đối với tình trạng mà máy nó khởi động không lên, lên đèn xanh thôi, không xuất HDMI cũng như là không ra AV á, mình có một cái thông tin đó mình kiểm tra trên phần bo nhé. Rồi còn bạn Khoa ơi, đây là máy của mình, Sang làm xong rồi nha, check nha, wifi đồ nhận hết rồi, mình có thể ghé lấy máy. Đây wifi. Video này đang được quay tại Lab Body Health Hồ Chí Minh. Các anh em thấy video này có hữu ích đối với mình thì nhớ like với lại subscribe cái kênh của Sang với nha. Hổm rồi yếu người dùng mới like và subscribe quá. Kết thúc video rồi. Xin chào mọi người.